Tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Quảng Nam đã tổ chức xuất viện cho 11 bệnh nhân mắc COVID-19 sau 3 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp với virus SARS-CoV-2 và được xuất viện theo quy chuẩn của Bộ Y tế. Hiện tất cả 11 bệnh nhân này đều có sức khỏe ổn định. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân sẽ tự cách ly theo dõi tại nhà trong vòng 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.